Võ Thần Chúa Tể Chương 5360, tự có dụng ý, đây chính là tử hải chi thủy A, như thế trần quý bảo vật, tại toàn bộ di khí chi địa đều là cực kỳ quý trọng, có thể nói chí bảo, lại cứ như vậy trực tiếp cho bọn họ, cái này, cũng quá phóng khoáng đi, đối phương đến tột cùng có ý gì, giờ khắc này, đám người phụ long quỷ tổ ngược lại cả kinh, ánh mắt có chút hồ nghi, tuy rằng trước mắt tử hải chi thủy cũng không nhiều, mỗi người trước mặt vẽn vẹn chỉ có mấy dặm một đạo mà thôi so với tầng trần lúc trước khống chế vạn dặm đại dương mênh mông chênh lệch cực lớn thậm chí so với vạn cốt minh tổ bọn họ trăm dặm trường hà cũng kém không ít nhưng dù nói thế nào đây cũng là tử hải chi thủy một giọt cũng đủ để cho không ít người ngấp nghé bảo vật dù sao trước mắt này tử hải chi thủy dùng để chiến đấu có lẽ khiếm khuyết một ít nhưng là dùng để cảm ngộ cũng là xa xa đủ rồi thậm chí vận dụng thích đáng ở trong chiến đấu còn có thể cho địch nhân một kích trí mạng quan trọng nhất là nếu bọn họ đều thành công cảm ngộ được sát ý trong tử hải Chi Thủy Vậy tương lai minh chủ trước mắt này lại dùng tử hải chi thủy công kích bọn họ sẽ trở nên cực kỳ khó khăn chẳng khác nào tự trói mình một cánh tay ai có thể tốt bụng như vậy tần trận nhìn đám người long quỷ tổ thần sắc có chút khẩn trương khẽ mỉm cười nói chiêu vị bản minh chủ lúc trước đã nói mục đích của bổn tọa là mang chư vị rời khỏi di khí chi địa này, chư vị bị giam giữ trong di khí chi địa này, thời gian ngắn nhất e rằng cũng cực kỳ dài, hiện giờ hàng tỷ năm trôi qua, cho dù chư vị từng phạm phải sai lầm lớn hơn nữa. Cũng có thể trả hết, chỉ cần chư vị rời đi không làm ác nữa, thiên địa này nên cho chư vị một cơ hội để sửa đổi và làm người mới, huống chi theo ta được biết, chư vị đã từng cái gọi là làm ác. Cũng không phải là thật làm sằng làm bậy, chẳng qua là vi phạm lúc ấy minh giới một ít khống chế giả quy cũ mà thôi liền bị trục xuất đến đây thật sự buồn cười tần trần ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía thiên địa cười lạnh nói cái này cái gọi là minh giới lòng giam nhiều nhất bất quá là người nào đó tư lao thôi bản minh chủ lần này đến đây chính là muốn phá bỏ những này cái gọi là chính đạo trả lại thiên hạ một cái sáng sủa càng khôn dứt lời buồn một cổ không hiểu khí tức từ trên người tần trần bắt đầu khởi động mà ra, cổ khí tức này thẳng vào mây xanh, hóa thành một đạo sắc bén tài quyết chi ý, phản phất muốn phán quyết thế gian rất nhiều bất công thời điểm, đạp đạp đạp, đám người long quỷ tổ dưới cổ khí tức này của tần trần, không khỏi liên tục trút lui, sau đó hoảng sợ nhìn tần trần trước mắt, trong ánh mắt toát ra các loại. Dị sắc, có xúc động khó hiểu. Trong bọn họ rất nhiều người, năm đó tuy rằng cũng từng phạm qua một ít sai lầm, nhưng là cũng có một bộ phận rất lớn phạm phải sai lầm bất quá là đắc tội năm đó minh giới một ít người nắm trong tay mà thôi cũng đừng mạnh mẽ trục xuất ở đây ước vạn năm không cách nào rời đi mấy năm trước bọn họ còn từng phẫn bức không cam lòng tức giận hối hận nhưng ước vạn năm trôi qua bọn họ đã sớm bị mài đi góc cạnh giống như cái xác không hồn bình thường ở nơi nho nhỏ di khí này bên trong tranh đoạt quyền lời sinh tồn chẳng bao lâu sau Bọn họ cũng là minh giới bên trong các khu vực nổi bật người, vung tay hô lên, quanh động tứ phương nhân vật A, lúc này nhìn xa xa tầng trần, nội tâm bọn họ thật lâu không cách nào bình tĩnh, ai chưa từng tiên y nộ mã, ai không muốn hoành hành thiên hạ, ngao du trong minh giới mênh mông kia, mà tử hải chi thủy trước mắt, chính là mấu chốt bọn họ rời khỏi nơi này, hừ, đại nhân nhà ta cho chư vị tử hải chi thủy, ý định ban đầu là để cho chư vị càng có hy vọng rời khỏi minh giới này, không ngờ chư vị lại không cảm kích, cũng được, vừa lúc bản tổ thiếu tử hải chi thủy. Những tử hải chi thủy này cho bản tổ tốt lắm, đúng lúc này, một đạo thanh âm khinh thường bá đạo vang lên trong thiên địa, chính là vạn cốt minh tổ, hắn vung tay lên, oanh, một cổ lực lượng khủng bố bao phủ hơn 10 cái tử hải chi thủy kia, chính là muốn đem những tử hải chi thủy kia thu lại, chiếm hữu mình dùng, vạn cốt huynh khoan đã, đám người phù long quỷ tổ biến sắc, vội vàng thúc giục tự thân trật tự lĩnh vực, bảo vệ tử hải chi thủy trước mặt. Vạn cốt huynh, tiền bối, là chúng ta lúc trước. Không biết tốt xấu, xin tha thứ. Long quỷ tổ thi lễ sâu sắc, thần sắc trịnh trọng, tiền bối chí công vô tư, tặng cho chúng ta tử hải chi thủy, chúng ta trong lòng mang cảm kích, chính như tiền bối nói, chúng ta ở di khí chi địa này phí hoài vô số năm tháng, sống quỷ không quỷ, mà không giống ma, tương lai nếu có thể dựa vào đó rời khỏi di khí chi địa, ân của tiền bối, chúng ta cảm kích bất kính, nếu tiền bối có nhu cầu gì, cũng cứ mở miệng, chúng ta nếu có thể làm được. Tất nhiên tuyệt không từ chối, đúng, chúng ta tuyệt đối không từ. Chối, lúc trước tại hạ mạo phạm đại nhân và vạn cốt minh tổ tiền bối. Kính xin chư vị tha thứ, đám người hư ngạc chi tổ cũng nhao nhao mở miệng, đúng lúc này tần trần đột nhiên mở miệng nói muốn nói nhu cầu, bản minh chủ thật sự có một thỉnh cầu, tiền bối mời nói bản minh chủ hôm nay cảm ngộ minh giới thiên địa đại đạo, đối với minh giới các loại thuộc tính quy tắc đại đạo cực kỳ nhu cầu, nếu là chư vị trên người có chút minh giới quy tắc chi đạo, kính xin cho bổn tọa một ít. Tần Trần cười nói, minh giới quy tắc đại đạo, đám người long quỷ tổ trong lòng ngẩn ra, cường giả bình thường cảm ngộ minh giới đại đạo. Thường thường cảm ngộ một đạo là đủ rồi, tỉ như vạn cốt minh tổ, cảm ngộ chính là vạn cốt minh đạo, huyết sát quỷ tổ, cảm ngộ chính là minh giới huyết đạo, tử thần mộ chủ, cảm ngộ chính là tử khí chi đạo, đại đạo mênh mông, nguy nga vô biên, cơ hồ không có điểm cuối, một tôn cường giả thường thường ở trên một con đường muốn đi đến điểm cuối, đã là cực kỳ khó khăn, minh chủ này cần nhiều thuộc tính khác nhau quy tắc đại đạo làm cái gì? Long quỷ tổ cười ha ha, chỉ là quy tắc đại đạo mà thôi, tại hạ mấy năm. nay cũng tồn tại không ít. Nếu tiền bối cần, vậy tại hạ cứ giao cho tiền bối là được. Phù Long quỷ tổ giơ tay lên, một viên cầu màu đen trong nháy mắt rơi xuống trước người Tần Trần. Phương diện này chính là một ít quy tắc đại đạo mà hắn mấy năm nay đánh chết cường giả lưu lại. Những quy tắc đại đạo này cũng không tính là mạnh, đối với Phù Long quỷ tổ cũng không có tác dụng. Hiện giờ Tần Trần cần, hắn tự nhiên sẽ không keo kiệt so với Tử Hải Chi Thủy. Những quy tắc đại đạo này căn bản là cửu ngưu nhất mau mà thôi, những người khác không minh lão ma cũng là nhau nhau đem quy tắc đại đạo không dùng được trên người mình lấy ra. Giao cho Tần Trần, nhìn thấy trước mắt rất nhiều quy tắc đại đạo, Tần Trần trong lòng nhưng là hưng phấn vô cùng, những quy tắc đại đạo này đối với cấm khu chi chủ cấp cường giả tăng lên thực lực tự nhiên vô dụng, nhưng đối với hoàn thiện hỗn độn thế giới quy tắc lại là có trợ giúp to lớn, chiêu vị. Trên tử hải chi thủy này có một đạo không gian lực của bản minh chủ, chư vị có thể thu vào trong không gian trữ vật của bản thân, còn khoảng hai tháng nữa là ngày tử hải cấm địa mở ra, hy vọng chư vị có. Thể trong vòng hai tháng này cảm ngộ được tử hải lực lượng nhiều hơn. Vì đi tới tử hải cấm địa làm thêm một phần chuẩn bị, tần trần cười chắp tay, nơi này ta cũng không lưu nhiều chư vị, chúng ta hai tháng sau tử hải cấm địa gặp lại, lòng quỷ tổ nghe được lời ấy, trong lòng nhất thời mừng rỡ, Nhào nhào thu hồi tử hải chi thủy sau đó, nhanh chóng rời đi nơi đây, biến mất ở vô tận phía chân trời bên trong, mà những bị hắn mang đến rất nhiều cấm khu cường giả, cũng là vội vàng đi theo, theo sát mà đi, trần thiếu. Ngươi làm gì cho bọn họ nhiều tử hải chi thủy như vậy? Lãng phí, thấy đám người long quỷ tổ rời đi. Vạn cốt minh tổ buồn bực nói, tuy rằng phương viên trăm dặm tử hải chi thủy cũng không nhiều, nhưng cho người khác nhiều lãng phí, còn không bằng cho hắn đâu. Ốc ngắn, tần trần liếc vạn cốt minh tổ, thản nhiên nói, bản thiếu gia cho bọn họ tử hải chi thủy, tự nhiên có dụng ý của bản thiếu gia, quay đầu lại ngươi chỉ cần nhìn là được, dứt lời, tần trần xoay người rời đi, trở về quỷ vương điện, các bạn đang nghe truyện tại tán tu, đừng quên like và đăng ký kênh để nghe truyện mới nhất nhé, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.